Chào mừng các bạn đã trở lại với VinCaoTu. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau review về việc tầm quan trọng của chăm sóc xe ô tô và vì sao VinCaoTu lại đang được các bạn lựa chọn đến để chăm sóc và rửa xe. Cùng là rửa xe nhưng có chỗ chỉ mấy chục ngàn nhưng có chỗ lên tới cả trăm ngàn. Cùng là nước nhưng nước ở Diên Khoang lên và nước máy mất tiền, đó là sự khác biệt. Cùng là hóa chất nhưng xà bông và hóa chất chuyên dụng là điểm khác biệt thứ hai. Cùng là khăn lau, nhưng khăn lau nô và khăn lau xịn, đó là điều khác biệt thứ ba. Chưa kể không thể dùng khăn lau mâm để lau vỏ, khăn lau vỏ để lau kính. Cùng là vệ sinh nội thất, nhưng có chỗ chỉ là hút bụi, còn bên mình có cả dưỡng nội thất và dưỡng da. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm hóa chất VinCaoTu đang sử dụng đều rõ nguồn gốc xuất xứ và đặc biệt là không hàm hại đến lớp sơn di xe của bạn. VinCaoTu rửa xe là phải chuẩn, không chuẩn không rửa xe. Mời đến! Mời đến!